Hey guys, I'm Fu from Fuber, the YouTube channel. I don't know if you like my video or not, but you should like you watch my video, subscribe me and like, share, or whatever. Copy and paste. I don't know. Whatever. Sorry, guy. Kind of cocky, right? I'm sorry. This is the plant that first is dying, right? Right here, it's like dying, and then I keep watering it, right? Tưới nước càng nhiều nó lên sống cái này nó sống lên lại, cây nó sống lại, nó trở thành nó có lại cuộc sống lại. Đến giờ cái cây bị chết, cây này nó sắp chết đúng không, nó bị chết, nó mọc bông xong nó mọc bông đây nè, mọc bông mấy bông đó nè, nó mấy bông đó nè, nó mọc bông xong nó chết, xong nó chết xong rồi mình tưới nước nó nhiều lên, mình tưới nước nó nhiều nó mọc cái bông này, nó mọc cái mấy cái này, nó mọc cái mới lại là cây này. Cây này để ngay cái mặt trời thì mặt trời ngay đây, mặt trời ngay đây, mặt trời đẹp quá ha. Nắng chói chưa không nổi, nắng quá chùa chóng mặt luôn á, nhìn mặt trời chóng mặt luôn á, ngồi xuống mà chóng mặt luôn á, chết thiếu máu, thiếu thịt bò sống, đứng gì nhanh quá, thiếu máu thiếu thịt bò, giờ kêu tôi mua thịt bò ăn không được. Đây là cây hydrangea, còn kia là cây cỏ, cây quý khách, cây quý khách, còn cái bông này bông màu đỏ không biết cái bông gì nữa, còn là cây cà. Cái cà còn trái nè, còn trái like, thích thích là like my video, subscribe my video guys, thank you guys, bye guys.